Bà Hợp ơi, bà nói. Tôi đây. Mang cho tôi cái kéo tỉa cây ra đây. Rồi, chờ tôi một tí nào. Ủa, sao mà lâu thế? Đây rồi, từ từ đã nào. Đây. Ôi, làm sao mà cứ phải lượn mà che ghê thế? Sợ nắng cho còn làm sao nữa, đen. Cái gì đấy? Có trắng bao giờ đâu mà sợ đen. Này 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 này, tuy là người ta không trắng bao giờ nhưng mà bảo vệ cái làn da như thế này chả tốt hơn à? Ừ, thì bảo vệ làn da. Ừ. Kinh rồi. Bố, mẹ. Ừ. Bố mẹ uống không nước ạ. Ừ. Bố mẹ nghỉ tay uống nước cam ạ. Ừ. Ừ, đấy bố xin. Này mình uống đi này. Con để lát tôi uống. Đây, con có mua kem chống nắng cho cả nhà mình dùng rồi đấy ạ. À, kem chống nắng là có nghĩa là cứ bôi vào xong là có thể đi ra nắng thoải mái à? Vâng, đúng rồi mẹ ạ. Thế à? Là không phải che che đậy đậy nữa đúng không? Vâng ạ. Anh Khánh, anh cũng dùng luôn đi. Thôi, bạn ông con trai ai lại dùng cái này? Này, cứ phải ngâm ngâm như bố đây, nhiều người ta mê. À, cái kiểu kiểu ngâm ngâm da trâu nhìn lâu mới thấy đẹp. Này, dạ. Mẹ các con ấy, nhìn kỹ xem. Là... bố là bố chưa thấy bao giờ trắng. Dùng cái kem này có khi nó lại sạm đi. Thực ra là dùng kem này tốt và bố bảo vệ da chứ cũng không có cái gì đâu mà phải ngại đâu ạ. Cái này ở nhà mình nên phải dùng đấy ạ. Đấy. Này này. Tốt đúng không? Đúng rồi ạ. Nên dùng đúng không? Thế là mẹ dùng luôn cho nó nóng. Thế nhưng mà cái này là nói tóm lại là mình cứ bôi lên xong là mình đi ăn nắng thoải mái gì. Đúng rồi. Thôi được rồi. Trời ơi, tuyệt vời. Tóm lại với bố nhá. Nước cam này là da sáng và đẹp lên nhiều. Ê này, bảo vệ làn da nó vẫn hơn chị lệ. Thơm. Úi dồi, úi dồi ôi. Thơm. Này mình ơi. Ô, úi dồi ôi. Hay đấy. Này bà ơi. Dạ. Thế bà bôi cái kem chống nắng cái này đã đảm bảo chưa? Sao nó không đảm bảo? Thế không nghe thì cái phường nó bảo à? Đúng cách bôi chưa? Sao lại không đúng? Bôi kem chống nắng thì có gì mà không đúng? Cứ như thế này mà mời vào người thì xong đập lên này. Rồi đập lên này. Kem chống nắng mà không biết bôi thì còn làm cái gì? Đúng không? Đấy. Đấy. Này. Hả? Mà tôi trông thấy bà càng bôi tôi càng đen. Mới đầu nhìn như thế thôi. Những cái chỗ nào hở ra thì mình bôi, còn chỗ quần áo che rồi thì thôi. Nhá. Trời ơi. Nắng chang chang thế này. Bà định đi cứ thế này bà đi à? Không mũ áo gì à? Ôi giời, đã kem chống nắng vào thì còn mũ áo làm gì. Bây giờ này nhá. Ở nhà nhá, cắm trước cho tôi nồi cơm đi. Còn thức ăn với rau cỏ về tôi làm sau nhá. Ôi tôi trời. Sang bên nhà bà Xuân, tôi hỏi là cái việc đi biển như nào nhá. Thì dứt khoát bà không đội nón vào. Ôi giời, đã có kem chống nắng, nón với cả áo chống nắng vướng víu ra nhá. À, đập. An toàn tuyệt đối. Hâm nặng. Tôi đi nhá. Mấy bố con ở nhà chăm sóc nhau. Mẹ. Hả? Để con đưa mẹ ra bến xe. Tôi. Để con nó đưa ra bến xe. Không cần, xe đón tôi ngay đầu làng kia rồi. Nhá. Mẹ ơi, mẹ có mang theo kem chống nắng không ạ? Ôi giời, cái đấy phải cực kỳ nhớ nhá. Nhớ mua cho chồng cân mực khô nhá. Ôi dồi ôi. Này, có tuổi rồi. Nếu mà xuống biển tắm, theo tôi thì cứ mòn men ở gần bờ. Tầm 3 mét thì yên tâm nhất. Ôi dồi ôi, ơi, mình quên à? Tôi nhớ là cá kinh biển đông. Mẹ đi nhá. Vâng ạ. Vâng ạ. Mẹ chơi vui vẻ nhá. Rồi. Có khi bà lại bơi như giói cá chứ nhỉ. À. Mẹ không? Mẹ về rồi ạ? À? Bà về đây à? Mẹ có bị say nắng không? Này, về đến nhà thì bỏ cái khẩu trang ra. Đang bực mình đây. Sao đấy? Phương. Dạ. Mẹ đang tính về nhanh để hỏi tội con đây. À, có chuyện gì đấy hả mẹ? Con mua kem chống nắng cho mẹ như thế nào? Hả? Mà mẹ bôi là còn càng đen đi cơ chứ. Trông trông kiểu gì đấy? Hả? Bà bỏ khẩu trang cho nào. Từ từ. Thì mẹ cứ bỏ khẩu trang ra sao nào.
khổ thật đấy. Cô đây, mẹ con đi nghỉ mát ở đâu cô biết không? Ở châu Phi. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ nhưng mà trông mẹ bây giờ buồn cười lắm. Cái anh này, cười cái gì mà cười. Nhưng mà mẹ ơi, kem chống nắng con đưa cho cả nhà mình dùng là dùng lại tốt. Sao lại như này ạ? Tốt mà sao, con trả lại cái làn da cũ cho mẹ đi. Này, mẹ con mua kem chống nắng bây giờ đen hơn cả người châu Phi. Này, chung quy ấy là tại cả hai mẹ con này thích dùng kem chống nắng nhưng không biết cung cách để dùng nó. Hiểu chưa? Người ta vẫn bôi vào thì có gì đâu. Cứ thế là ra biển tắm thì có làm sao? Ba phải tìm hiểu kỹ càng hắn nên mua kem chống nắng. Thứ nhất ấy là tưởng kem chống nắng là áo giáp bảo vệ làn da, cho nên ra ngoài bà không có mặc áo mũ gì nên cái đấy là sai đấy. Bôi quá ít hoặc quá nhiều cũng là sai. Chỉ bôi chỗ da hở cũng là sai biết. Phải bôi cả, bôi một lần cho cả ngày lại sai. Bà nhớ chưa? Kem chống nắng chỉ tác dụng trong vài giờ. Và chọn kem chống nắng ấy phải phù hợp với từng làn da. Con nhớ chưa? Cho nên đen như này đúng rồi. Da là thế. Thế là trách nhầm cái Phương à? Thế còn gì nữa? Chung quy hai mẹ con bây giờ thích dùng cái gì nhá, phải tìm hiểu thật kỹ. Hiểu chưa? Dạ. Rồi. Đấy. Vâng ạ.